đứng về mặt gọi là kinh tế học, tức là quy nó về thành ba cái hàm phát triển. Cái hàm thứ nhất ấy là nông nghiệp cổ truyền ấy, là hai cái gọi là cái biến cơ bản đấy là đất đai và cái lao động cải tiến, cái lao động cơ bắp. Hai yếu tố là nó quyết định cái nền nông nghiệp cổ truyền. Cái thời đại công nghiệp tôi nghĩ là nó thêm một cái là thị trường toàn là cái yếu tố vốn ấy, là nó nạp cái vốn vào thì nó thêm một cái thời đại, là có nghĩa là thêm một cái biến số phát triển. Và chính cái biến số phát triển mới này là quyết định bản chất của cái thời đại này. Thế là vốn ấy, khi mà cái nông nghiệp thì đất đai là quyết định nhất, nhưng mà đến cái thời đại mà thị trường ấy là vốn mới toanh, nhưng mà là quyết định để lên đầu tiên.